Hai, xin chào cả nhà nha. Hôm nay tôi cùng lên đến có mặt tại nhà anh Hoàng Em, hôm nay chứng kiến cái trận lũ lụt kinh hoàng ở tại miền Tây của mình. Các bạn xem tiếp video nha, mình quay cho cả nhà coi nè. Hai, chào cả nhà nha. Bây giờ ngoài trời đang mưa gió bão bùng rất là dữ dội. Đó, các bạn coi nước nè, hồi nãy trên đây nó khô ha. Bây giờ nước nó vô tới trong nhà này rồi, ở trên. Và ở đây hồi nãy ở đây khô gan luôn. Đây, ở đây hồi nãy khoảng 5 phút trước thì chưa mưa thì ở đây rất là khô ráo luôn. Bây giờ nước nó lên tới đây luôn các bạn ơi. Đó, giờ cái chỗ nằm võng không gài, giờ mưa vậy nè cả nhà. Mưa thêm cả tiếng đồng hồ nữa là nó ngập lên này luôn nha cả nhà. Wow. Giờ cá lóc mà nó vô trong này nó ụt ầm 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 trong này á cả nhà. Đói không chuyện luôn. Đây bà con mình coi đi, cái mùa nước nổi năm nay quá trời các bạn ơi. Hôm nay là cái ngày ghe ngô người ta đi đưa nước, ở đây nước về quá trời luôn nè. Nước nó lên nữa, lên ngập đây cho luôn nè. Đổ vô, nó đang đổ vô vô nhà của anh Hoàng nè các bạn. Hai chồng đi đâu mất tiêu hết trơn rồi. Đây, ông thầy đang ngập nước rồi, lên trên đây ngồi chặn hẳn cái này coi bấm game nè. Rồi bấm game hay là xem gái gì không biết. Cả nhà mình thấy cái sân của anh Hoàng không? Bây giờ cái sân vậy nè cả nhà. Đói không chuyện luôn rồi. Wow. Lúc nãy hai anh em còn ngồi ở đây nói chuyện, bây giờ nó ngập đây trơn luôn cả nhà. Nãy đây khô gan luôn á. Nước lên tới đây luôn rồi nè. Wow. Đây một cái chuyện rất lạ lùng các bạn ơi. Nãy tự nhiên mới đây mình mới ngồi đây nước ngập lĩnh lãng, tự nhiên sao giờ nó rút nước luôn nè các bạn, cá lội lên luôn nè. Ủa kỳ vậy cơ, nãy giờ không có uống nước không kỳ vậy trời, không hiểu luôn đó các bạn. Nãy mình quay nước nó ngập, bây giờ nước nó khô luôn nè. Nãy nước nó lên tới này luôn nè, chứ tới mé này luôn nè, kỳ vậy ta. Nè, hồi nãy mình quay góc máy này thì các bạn coi nước này nó ngập, bây giờ nó khô đây luôn nè. Rồi trời, mới nằm đây không hay luôn á. Ông không chỉ tôi không biết luôn á. Mình mới tắt máy mình nằm chút xíu à, không được 10 phút nữa tự nhiên sao nước nó rút qua trơn luôn, không hiểu ta. Kỳ trời. Mà đang mưa nghe, chứ nãy giờ chưa tạnh mưa luôn á. Không hiểu luôn. Rồi nước cái này thì nó không rút nè. Trong này còn. Còn, nhưng mà ở đây rút nè, ở đây rút nè. Lẽ nhà ông Hoàng có hệ thống thoát nước, có cống ngầm gì sao nhà ông ta bị bọng ở dưới. Kỳ á, khô gan luôn nè. Khô rồi nè. Hồi nãy nước nó lên đâu muốn tới đây luôn nè. Nãy cả nhà coi lại nước nó lên tới đây luôn á nhà. Mấy phần nước ở đó. Không hiểu ha. Nãy nước nó ngập ra tới đó luôn. Hả? Không hiểu thiệt luôn á. Ai giải thích giùm chứ hết biết rồi. Thì được có mà. Kỳ ta. Hồi nãy mình có qua mắt gì không trời. Hồi nãy mới đầu nó có một dòng nước ở đây nè các bạn. Rồi cái mình ngồi một hồi mưa cái nó ngập lên tới trên này luôn nè. Ngập tới cái mí này còn ướt nè cả nhà thấy không. Cả nhà mình coi mấy cái khúc clip nãy lại cả nhà biết đó. Nè trên này còn ướt nè. Là nãy nó mọc ngập lên tới đó đó, nhưng mà nó không có ngập cái miếng này nha, ngập cả tới này nè. Bây giờ tự nhiên nó rút cái chân cỡ 2-3 phân nước rồi, mà mưa nãy giờ vẫn còn chứ không phải là tạnh, nãy giờ không tạnh luôn á. Sao kỳ vậy? Cái nhỏ này, hồi nãy nó lên nó lội được, giờ rút nước nó lội hết được luôn nè. Ở dốc luôn nè. Hồi nãy nó lên nó lội được, bây giờ nó dãy không à, làm tâm nữa đó. Hồi nãy nó lội được, bây giờ rút nước rồi nè, nó khô quá. Hai chào cả nhà nha, bữa nay không có cấm câu gì được luôn các bạn ơi. Đây ông thầy sẽ gấp gắn nha các bạn ơi. Gắn sạch, bỏ vô đó luôn đó. Lấy thao á. Bỏ vô thao nè, chút xíu xử nó. Lấy cái tay. Chút xử nó. Rồi đó, lấy cái thao, cái gỗ múc đi. Đây một đêm cấm câu hôm ở clip trước thì anh Hoàng dính cá nhóc luôn các bạn ơi. Lúc mà mình về anh Hoàng đi thăm lên dính em mới nữa. Thì đó lên nữa rồi đó. Nãy lên nhiều hơn này nhóc luôn.
Chơi trắng nhóc đó. Ủa, có chê tưởng đâu có chặt xong rồi có chê cho xíu à. Ủa, cái lóc con này. Đủ chưa? Đâu có bằng cá lóc đâu, cá chê. Đi bằng cá chê thôi. Bỏ cá chê vàng ra đi, làm cái chê trắng kìa. À, ăn với ba ngán rồi. Này bữa nay cấm câu không được à, cũng vẫn có mồi các bạn ơi. Ơi không mấy mặn vài con thôi chổng còn cò chim gì nhóc kìa. À, vậy hả? Nhốt mẹ trong tủ lạnh nhốt vậy. Rồi. Con cá này chơi dừa hay gì sao? Ủa. Chơi trắng. Rồi bắt mấy cá lóc lại hay cho bả hết đi. Mất cái chơi thôi đó. Thôi rồi. Cá lóc với cái chè vàng nữa. Đây bắt tay đi. Mắc luôn á. Lội xuống nước là mắc đó. Bắt tay. Được chưa? Chà, thầy. Đâu quá hết rồi. Đâu nữa rồi. Bữa nay em sẽ chiên cá cho ông thầy lấy gai. Này chưa có cấm câu gì chơi, mưa quá trời luôn, giờ này có hơn 7 giờ luôn quá. Bỏ cái chơi nhỏ đó lại luôn đi. Chơi nhỏ đó, thấy không? Ừ, với cái chơi nhỏ đó, bỏ lại đi. Đây, hôm nay Tân sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một cái game vừa giải trí và vừa kiếm tiền nha cả nhà. Đây chính là giao diện chính của game có tên gọi là Arwin68 nhé anh em nhé. Thì trong này nó có sự kiện hàng ngày này. Một là báo danh hàng ngày nhập xu miễn phí này anh em nhìn này. Đấy. Hai chia sẻ chia sẻ anh em chia sẻ lên các trang cá nhân Zalo Facebook và mỗi lượt sẽ được 3.000 đồng nhé. Đấy phần mã có re thì anh em có mã có re ấy. Anh em dán vào đây và được đổi xu miễn phí. Ngoài ra nó có sự kiện cây tiền và quay may mắn. Đấy. Đấy lý toàn quốc anh em có thể vào tìm hiểu. Vấn đề về nạp tiền thì trong game này thì góc phải màn hình đây. Nó có rất nhiều ngân hàng nạp siêu tốc như là thẻ cào này, MomoPay, ZaloPay, ViettelPay, QR Banking và iBanking và nó có 6 cổng nạp rất nhanh và uy tín nhé. Tỷ lệ đổi của nó là 1:1 nữa. Đấy, 1:1 có nghĩa là khi anh em nạp và rút là không mất phí ấy. Đấy. Rất là ok. Nó rất là nhiều game hot này anh em nhìn này. Đấy và mình sẽ chơi thử một game cho anh em coi nhá. Mình sẽ chơi bầu cua này đi anh em. Ngày xưa hay chơi bầu cua ở một chợ này. Cái game này hay lắm. Thôi rồi. Để đợi đằng sau nhá xem cái này về gì nào. Bầu tôm gà. Bầu tôm gà. Bầu tôm gà. Cái này mình đánh lại tôm đi và bầu đi. Xem nào. Đánh 500 bầu nhá, 500 tôm xem lọc lá này mới như nào. Biết đâu nhân 2 nhân 3 ấy. Có nào. Tôm nó lại ui hai gà, có tôm thôi. Đấy, thế là chúng tôm anh em ạ. Đấy, mình chỉ chơi thử một ván anh em ơi. Biết thế đánh lại gà hay hai gà nữa. Đấy, giờ mình thoát ra màn hình chính nhá. Em hai gà là gấp đôi lên đấy. Vấn đề về đổi thưởng trong game này thì đây góc phải trái màn hình. Trong này có tài khoản 1, tài khoản 2, tài khoản 3 anh em có các tài khoản như này. Anh em liên kết vào đây và đổi được. Đấy, và anh em nên nhớ là đổi là từ 50k hết lên nhá. Đấy mình có 7m9 này. Mình rút về cho anh em coi. Mình rút 1m về nhá. Rút thử cho anh em coi. Này. 111 m này, ấn chọn tài khoản này, đấy, ấn rút tiền này. Đấy, đang đăng ký rút tiền cái này nhanh lắm, một vài phút là về tài khoản thôi, anh em đợi chút. Đấy ngoài là bầu cua ra nhưng nó có những game hot như là sóc đĩa hot này, tài xỉu hot này, ba ca giáp hot này, long ngổ hot này. Những game khác như ba cào, ba cây, đặt bom, simo. Đấy, tiến lên săn cá bầu cua vừa chơi đỏ đen trái cây siêu xe và đặc biệt có cả bóng đá này, quay cú này, địa chủ đoạt bảo thì hưởng liêng này, phá băng này, bốc cơ bun, xuất cơ bun này và sổ số 3D này. Đấy rất là nhiều. Ủa đấy, 1 triệu đã về tài khoản mình rồi anh em, tính nhanh và uy tín rồi. Đấy anh em mà muốn trải nghiệm con game Arwin này, link mình để phần dưới mô tả video và mình ghi mình luận nhá. Này nhiều đại chiên cũng phê cô lê buổi tối này. Cá này giống chơi dừa phải không? Phải không? Giống chơi dừa vậy. Đây ông thầy sẽ được rồi, sẽ cho làm bát chê các bạn ơi, xong đổ lên cá luôn. Phải chừng ngoài đó mất luôn nha ông thầy ơi, đập chích trên này nha. Để ta đổ lên cá luôn cho rồi. Sợ nó dãy nhau, sợ nó đòn đó. Nãy ta đập chứ. Có bắt nó làm gì nè, để cho dãy dãy cho nó sạch luôn. Thấy chưa? Chỉ sạch xuống. Rồi gấp nó ra đây đập bập bập rồi. Đây hồi cá tre đã mần xong các bạn ơi, tre trứng không nha các bạn. À. Đây, bữa nay dòng gió tơi bời, mùa nước nổi, làm đồ khỏi cần tốn nước, rồi rửa lại.
Hồi nãy tự nhiên nước nó lên quá trời luôn, tự nhiên nó giật lại hết hồn luôn trời. Em đang nằm ở đó mà nước lỉnh bỉnh, ông lên ổng lên trên kia ổng ngồi đó. Em nằm cái ổng la trời trời, ủa sao nước giật rồi. Mà đang mưa nữa chứ không phải tạnh mưa đâu. Nãy nó ngập lên tới dép. Ngập lên bằng cái miếng đó luôn đó, bằng cái chỗ để dép á. Mắc mấy phân nước không hay luôn. Tưởng ông Liên ổng uống bớt rồi chứ. Không, thiệt nằm hết hồn luôn á, nước nãy nó ngập, em nói nó mưa cả nửa tiếng nữa là nó lên tới cái thềm đó luôn đó. Đây ông thầy sẽ chân cá, là mình chân tươi làm nước mắm mắm chua chấm ngon. Quá. Wow. Ôi trời. Ôi là trời. Tôi nói rồi con cá còn sống mà nãy đập lụm nữa giờ nè, ó nó. Ôi. Cá tre ông đập ông mổ bụng nó ra nó vẫn còn sống nha. Nãy lúc đầu ông đập cho dữ luôn mới được. Nữa đó, con nó còn nữa đó. Ôi trời. Tự nhiên đập cho mình cái bịch chứ không nổi. Trời ơi. Cá trắng nó mạnh lắm, ông đập ông cắt đầu nó luôn, nó còn sống nữa chứ đừng nói. Cá nãy á chơi dừa. Ông đập cá đầu còn sống nhăn luôn, vô nó dãy ôi. Đây mỗi tối miền Tây lại có mồi luôn. Đây là thành quả của cái đêm cắm câu của Hổm. Thì nói chung là bữa Hổm là mình mới thăm có con dạo một thôi là dính 6 con rồi. Về anh Hoàng dính thêm 6-7 con nữa các bạn. Tới không chịu luôn. Mở giờ xuống rồi. Nổi giờ anh chưa cá không nhảy gà. Không, nhảy gì nổi. À, nó nhảy còn hơn muối lăn ở trong nồi chảo nữa. Cái đuôi người đau rồi đó. Này, ông thầy tiếp tục đâm muối ớt các bạn ơi. Thằng Thánh. Thằng Thánh không? Nhét ớt vô thêm không? Nhét vô mấy cái trứng. Tự nhiên để cái xà beng lên cái chảo của nó. Cá giờ nó dảnh rồi nè. Này khó chiên. Ông ấy lấy cái kéo cắt làm hai đi ông Nên ơi. Thì khó lắm. Con chắp lắp à, chảy trong dính mà. Cá như cá luôn. Ôi chưa kìa. Mình cá bè kìa khó. Chưa kìa luôn. Cứ trang nhau mà. Cái gấp kìa. Đá. Kéo cái đuôi, kéo đuôi ra đè xuống, kéo đuôi ra. Kéo đuôi ra. Kéo ra. Lấy tay kéo. Lấy cái đũa, đôi đũa không được. Cũng như nhau vậy đó, được rồi. Có gì hồi trở lại thêm quẩn nữa, chủ yếu cho thẳng đuôi chứ đi. Bẻ đại khúc đó rồi cái bẻ nó ra. Nó còn dai nữa anh ơi. Kê còn sống bề kia nó gì cũng dai. Cá này cá chơi dừa nè. Ngon ha. Dư được không? Trời ơi. Bẻ đại ngang á, bẻ đại cái là nó gặp. Ấy trời ơi, nó bẻ khúc đuôi. Mốt cá bự cắt làm hai mẹ đi, dễ chiên ha. Rồi ok. Đấy. Rồi. Đây hôm nay thì nói chung cá tre cũng hơi to, chiên nó cũng hơi khó, mong cả nhà mình thông cảm nha. Con cá tre mà muốn mà ông muốn chiên cho nó thẳng nó vừa vô ông đẩy vô trước cái xong ông chở lại ông chiên bề kia là cá nó ngay. Trời. Làm gì ông Hoàng? Ông tôi ghê. Ghê đi. Có đâu. Dạ.
Rồi, sẽ kẹp trắng mà chiên lên nhìn hấp dẫn các bạn. Mấy đuôi tươi chín nha. Vậy cần luôn. Tối hả? Ừ. Cũng vậy vậy, cũng sáu con cũng vậy vậy. Mà nó dính nó dạt hộp à, chứ bên đây nó không dính. Dính bên mép bên kia hả? Nó bên đây là mắt con tiêu cần ở đầu ngoài kia. Mắt luôn hả? Vậy là chắc dính nó lôi đi vậy. Mắt cần ngay trong chỗ cái đầu lộ ngay. Cá nó dọn bên mép này nhiều nè. Ừ. Nó dính nhấp. Rồi mấy thằng ông nội nhổ câu nha. À biết. Để hồi gặp nó kêu nó vô trong cái dèo cá mẹ. Trời kỳ à. Hả? Trời kỳ à. Ừ. Cấm câu mà cấm trong đìa nhà ta. Bữa nay mấy anh em không cấm câu được, bị người ta cấm câu các bạn, người ta cấm vô đìa luôn. Cấm vô đìa nhà của anh Tư ghê. Hay chào cả nhà nha, cái phần cá chê chín hết trơn các bạn ơi, quá ngon rồi nè. Chê trắng mà nướng thành chê vàng luôn ha. Đổ chiên thành chê vàng luôn ha. Đây tay gắn này các bạn ơi. Đây phần muối ớt đã xong rồi các bạn ơi, im ha. Tôi mốt rửa dài cái lon bia không đi rồi chặt nước dừa đổ vô cho tôi uống nha. Đây ông thầy đã đem mồi ra các bạn ơi. Buổi tối nhẹ nhẹ đơn giản cơm các bạn ơi. Rồi, thứ gì chịu nổi không. Đây ông thầy sẽ nặng thêm chanh nha cả nhà. Chanh không hộp nè. Ủa có mới nói ông hộp có lòi cái nhóc hết trơn. Được rồi, nhiều lắm, chua lắm, chút xíu đi. Hải xin chào cả nhà nha. Bây giờ hôm nay thì nói chung là tính đi quay clip cắm câu cho cả nhà mình xem. Nhưng mà tại vì thời tiết không có thuận lợi cho nên cả nhà mình thông cảm. Mưa gió bão bùng giờ cũng khá là tối, mình không có cắm câu kịp với cả nhà. Cá này cá cắm câu. Cá này cá cắm câu những tập trước. Con gắn này cả nhà còn nhớ không? Gắn này là do bên đỉnh mà hổm đi mà bắt chín á, bắt ở ngoài ruộng á, đi ngoài đường lộ chứ. Chết rồi. Ừ. Con này con khác. Ủa, gắn đỉnh chết hả? Queo rồi. Gắn này mập phải không? Đi con này cắn chết queo. Ừ. Con này con hổm mình đổ chứ. À. Ừ. Đây, bây giờ thì không có quay được gì ngoài cái cảnh lai gai buổi tối sau một cái trận bão kêu bằng là kinh hoàng. Tự nhiên nước lên dâng lên quá trời cao, tự nhiên giật xuống không hay hơn hết hồn luôn. Đây mời cả nhà cùng mấy anh em thưởng thức qua màn nhỏ nha. Ê cổng gì vậy, cổng gâu gâu cá chê cho nó vậy. Ừ. Trong bọ á, nhìn ông gót sạch đó cái miếng mũ ở gâu. Trời để xuống cho lạnh. Trời ơi nãy tao đập nước đá ra đi đổ rồi, ra được đâu. Rồi cái nó dơ cái đó. Chỉ đổ rồi, đổ xuống luôn. Là không tư gài được chứ. Biết nào mới đổ được. Ở trên cái đít nó chà bái nè, cái miệng nhỏ xíu à. Nó lạnh chút xíu rồi. Nó tao đập luôn chịu. Để làm nó hôi bia nữa. Nó bỏ uống nước mà uống hôi bia mà uống lậm không luôn. Cái này cây rồi đó, hiểu rồi đó, cái đó biết rồi. Thấy sao mớp lỗ biết rồi. Cái mà. À. Đập đập đầu, ủa là đập đá không? Đập như đập cá chê nãy. Ông đêm nãy cũng làm cá chê, ông đập mà tới con cá chê nó còn nguyên luôn, nó dãy ô banh ta lông hết trơn. Cá chê vậy chứ ông cắt ông ngổ nó ra rồi cũng sống phà phà ha. Lội luôn nữa. Không sống, lội luôn á. Đi, cỡ gì vậy? Trời ơi, trời cũng mua tỏi. Mua tỏi về ăn cơm, mua tỏi ơi. Vô. Tăng nè. Nhậu anh chui ơi. Chui tỏi vô. Vô, vô. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Mời cả nhà nha. Tối hai nấy sương sương. Bình cái bình của anh Hoàng nha các bạn ơi. Tối này gây kìa. Đây, cá chê miền Tây. Hãy đấy. Đấy. Không nên nó khóc luôn vậy. Đấy. Ủa sợ gắn mà. Không, bữa nay ba cục không sao. Người cục phải là vừa. Bốn cục là hả? Gắn là tính ra bự ha. Nói chung cho bà. Mấy cái dùng nào gắn chung bự lắm á. Dùng vuông hay dùng gì á, gắn chung nghe nói bự lắm. Gì không thấy. Dùng gắn nha. Chơi con mẹ đi cho mà. Ừ. Ủa đang ho đó hả? Căng.
Ông ho vậy mang lên ông luôn đi. Uống cốc ông cắn cái đi mắc gì vậy vô trong đó. Thôi vậy chứ nhà vỏ tắc ngon hơn vỏ chanh. Vỏ tắc. Trời. Mà nhổ cây tắc mà nhai luôn mới dễ á. Chết. Ồ, không tả được. Dạng này không? Đây. Rồi vô. Vô. 1, 2, 3, vô. Đây nè. Nó mà chiên ăn ngon không? Bữa nay mấy anh em tự nhiên gấp gắn cho mình thấy cũng nói chung là cũng không biết sao cũng hên xui các bạn. Nãy mình ở ngoài này thôi thôi biết đường đâu. Vô vô gấp gấp giùm này cũng cũng nói kể cái này tính tính. Em ăn khúc này đi để khúc đó lại. Rồi kệ đi nhưng mà người ta biết. Ủa gấp cho nãy nãy giờ có thầy. Ông bạn hôm nay sống trắng tươi ta. Dạ. Hôm nay ở nhà đấy có thiệt không? Đêm muốn đêm đêm thử miếng canh đấy mẹ ăn trời con cá mình kêu kêu miếng canh thử ăn ho đâu mà ngon không đi đúng quá rồi ông ho ông đừng ăn ngắn chung nha cho nó chung xuống nó hết ho chung cho nó chung ngang cái con cổ đặng cho đòm nó xuống à chung xuống rồi nó cũng chui lên nữa. Buổi tối đây là dư âm của cái đêm cấm câu trước thì mấy anh em cũng ăn cháo thôi. Thì bữa nay thì cũng may mắn cũng còn cá khá là nhiều. Tại vì cấm hai buổi thì nói chung là hai buổi thì không phải hai buổi mà thăm hai dạo thì nó tới mười mấy con cá rồi các bạn. Tới chúng luôn ha. Tại bữa đó cũng khá là tối rồi cho nên là Tân phải đi về. Con ở chơi gì nè. Sáng sớm à. Nấu chua. Đây, miền, miền Tây mùa nước nổi kiếm cá cũng không có khó các bạn ơi. Đi cắm câu rồi này kia giăng lưới rồi vậy. Thôi bây giờ ra của người ta chắc cũng cũng khó khó ăn lắm. Giờ bị quay lưới nhiều quá. Ngoài ngoài bây giờ quay lưới quá trời quay lưới. Không còn cá. Đi đừng hỏi hết bia dư nữa uống ọc ọc về. Ăn đi ở kêu hút thuốc gì trời. Bữa nay củ tỏi cũng xỉn rồi với mưa gió quá kêu củ tỏi ở nhà luôn các bạn ơi không có kêu củ tỏi qua. Tỏi bữa nay nhậu với ông Bình. Bình bữa nay lên dĩa nữa rồi. Bình à. Bữa nay nhậu nhà ông Bình mà. Dọn Chí Bình. Dọn Chí Bình. Ừ. Ông tập cận bình nữa. Cá chê ăn giòn. Giỏi chứ bình với cô Long phải không? Ừ. Nay nói chung chắc tối thì mấy anh em đâu có chuẩn bị rau gì được đâu cả nhà. Chủ yếu vậy là vui. Vậy là hên rồi đó. Cái bên ông tía mà quên chưa. Ờ cũng tính là có làm đâu. Yeah. Nhưng biết làm gì thì hãy hãy nó cắt về mẹ nó. Hãy nói như tăng rồi. Thấm 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 rồi. Không thấy nó ngán gắn nó trời. Chê nó trời. Ngán gắn rồi không đi. Hôm nay ớt này cay dữ ha. Quá cay luôn trời. Mà vậy nó đã. Cay á, ớt này cay á. Đâm có 5 trái à. Mà ớt tại ớt cay là vậy nó tới ớt không cay ông đâm có 20 trái nó không vậy à. Làm lụa ớt. Đã. À, tới mét luôn. Tới 1 triệu luôn nha các bạn ơi, ngon lắm nè. Mồi này dễ ăn cơm. Cá nó giòn thiệt chứ. Chiên giòn gì ăn nó đã. Cá chê trắng chiên giòn gì ăn đã chứ. Ừ. Ngon hơn, ngon hơn cá chê vàng. Thì hôm mình về là anh Hoàng ở đây trúng cá các bạn. Trúng cũng 6 con hả? Tối là 6 con hả? 6 con bự hả? Hôm 6 con bự không. Ừ. Có 1 con bị lớn. Trời giật lên cái. Sáng nó chua vậy. Ừ, sáng nó chua tới luôn ngay đúng đâu, ngay đề ra muốn luôn. 30 cân một tua ít nhất cũng phải 15 con mới chúng. Đúng rồi, cũng vừa. Cũng vừa nhầm bữa không có con nữa. Có là mấy lần đi cấm câu không có con gì luôn á. Bữa nó trúng gì đó. Ừ. Không có một lần kìa. Có một lần em đi cấm một đêm thăm hai dạo em biết dính nhiều con không? Cái đợt hồi lúc trước mà em quay á, em quay ở Phủ Thờ rồi đó, đường đó đó. Trùng nó không, họ, họ,
không không phải em ở lại thì em vừa về thì em bơi xuồng rồi anh thăm nữa. Cái đợt mà cấm cái đường Phủ Thờ á, hồi đó em quay bằng điện thoại đó, đâu có đèn đuốc gì đâu. Anh biết một dạo 48 ngày cần anh biết dính hai dạo biết nhiêu không? 30 mấy con. Có con cá chê như có lóc không? Trời trời nó dính liền sao bóc luôn. Cái mồi trùng nó dính mạnh lắm tại vì cái mồi dế có dế nó không chạy. Nhỏ nhỏ nó lại nó nghĩa. Mà vẫn dính cá lóc bình thường. Ừ. Dính cá lóc luôn. Ừ. Trùng vẫn dính. Mồi trùng cá lóc cái rô cái chê vậy làm lố á sao mà. Hôm hai cái rô không tính hai cái rô nữa. Chỗ nào bụi bụi lùm lùm á, ông cắm mồi trùng dính lương luôn. Mồi cắm thời cơ ngoài không à? Như dạng Nguyễn á, thả cái khúc sậy đó. Cái đó là câu gì? Kêu bằng câu kêu hả? Câu kêu. Cũng thả nữa. Câu thả kêu. Thả câu kêu không ơi. Câu kêu á. Nó là lưỡi câu lương mà. Thì cái đó là chỉ là thả lương không à. Dính cá lóc nè. Không không, cái đó thường là dính lương nhiều. Dính cá lóc, cá chê lương. Cá lóc cá chê lương đầy đủ chưa là lưỡi. Nhưng mà thường dính lương nhiều. Dính lương nhiều. Thì cũng giống cái chai mình thôi, mình thả đó là như bây giờ như bơm nước rồi nè. Hồi đó mình có thả mà. Có. Hồi xưa em với anh Hoàng có thả cái đó. Có. Có lần thả mất tiêu cái thằng câu luôn, mất tiêu cái cây luôn. Lội mất tiêu. Bên mép bên đó đó, ổng mò, ổng lội xuống mò luôn mà. Tiêu. Mà thả cái đó phải có cỏ á. Cỏ mới dính lương. Cỏ đồ á. Không phải. À, không có cỏ nó mất cái cần của ông. Đây mình đâu có cấm đâu, mình thả dì, trên mà. Với mấy cái đề mà nước nó hơi thối thối á. Ừ, đúng rồi, đề thối á. Đề thối á dễ dính lương đó. Lương nó gà nó ăn á. Có cái đó là tại vì chỉ dắt lên cỏ à. Có cây rồi này kia dắt nhẹ lên nè. Ờ để nằm trên. Để nằm cái cây trên luôn. Nó đâu có kéo được cái cây. Đâu phải là câu kiều đâu, câu kiều khác, kiều là cũng như dây viền của mình mà nó dày gì nè, nó không có mồi á, cá đi ngang rồi dính câu kiều đã thả ngoài biển. Nó cầu dằn. Đâu cầu dằn ông ơi. Cầu dằn nội ơi, cái này câu kiều. Câu kiều là đâu? Nó cầu dằn, nó thả viền đó. Thả cầu viền như thả cá dồ đâu, nó một dây gì đó. Cầu dằn. Còn này người ta thả câu kiều là người ta đốn. Ông thả nguyên một dãy lưỡi đó chứ gì? Đó nó cầu dằn. Cầu dằn. Câu văn là nhiều người kêu bằng câu viền đó. Là nguyên một viền là lưỡi câu không đó. Lưỡi câu không à, không có mồi. Ừ. Còn cái này là thả ấy. Thả cái này là người ta làm từ cần. Từ cần thả câu kiều. Sậy người ta giót hai đầu nhọn nhọn đó. Từ nặng nó máng vô á. Ừ. Ngon đi rồi. Ờ. Gì? Ăn chanh ngon hả? Vậy lấy trái ra để ăn đi. Ăn một hồi mới ngon. Rồi. Nó nay chanh ông dụ mình các bạn ơi. Thằng tuổi này nhám bị dụ. Thôi tôi ăn cá. Ăn cá. Lấy cá ngon rồi ăn hơn. Tự nhiên cái hết mưa cái im ru rù luôn ha, nãy trời trời sấm chớp đập bum bum. Đứng gió luôn. Ông nên vừa vác cây giá ra đi nữa đường tính đi là trụng lầm cái binh là hồi vô mà giờ nói không có sao đâu. Mình đâu có làm giá đâu, mình sợ cái mấy vậy mới đi ra đào trùng. Ông lấy cái giá ngoài à, ông gãy cái giá. Gãy à? Không. Đào gãy hả? Gãy. Nãy mới đánh gãy luôn đó. Vừa mới dắt giá ra là cái hình liền đó. Nãy ông nghe tiếng lớn nhất không? Là cái đó. Cái đó đó. Tôi tưởng đâu là lụm luôn rồi. Giá cái giá với cái thao đi tơ tơ cổng lộng cái in cái đụng dục cái giá chạy cược cái luôn. Thôi là chiều ở bên cha phải về đây rồi mà. Anh đi đây. Trời ơi. Nè, còn nửa bên trứng nè. Rồi, ăn đi. Bữa nay cá. Bữa nay ăn thẳng gà luôn mà còn cá nhóc luôn các bạn. Không mà cá chê này tính ra nó rẻ mà ăn lại ngon. Không thể. Ba chục ba mấy ngàn. Dạ ba chục lắm. Ông ở trong này bán gà nếu mà bán sớm ăn thì khác mà ông bán ở chợ chắc cỡ ký hai mấy ngàn à. Ông đằng căng nó 30. Nhưng mấy con này nó mẻ mới đã nè. Nó có mẻ đó, nó chua á. Ừ. Cá chê nó chua ngon rồi. Thấy vậy chứ con lương chưa chắc qua cá chê nó chua đó. Ừ. Cá chê nó ngon. Thôi con lươn già đi cũng đã lắm à. Lươn ở đâu rồi có lươn già. Một gâu hả? Lươn một gâu hả? Ừ.
đừng có gồng. Bữa nay một đêm thanh vắng, bữa nay không gió luôn. Hôm qua thì gió cúng cúng luôn. Trời hồi nãy đồ y gan như ngoài biển sóng hành đạp đạp. Mà gió bữa nay không có lạnh bằng gió hôm qua. Hôm qua hỏi anh Hoàng kìa. Đang nằm giỏng em mới đầu. Gió này nằm mát lắm em. Mát lắm. Hồi ông gió lên cái. Em nói sao không? Đúng rồi. Em nói cái này mà được cái sạp ngủ dưới xuồng này đắp cái mền đã lắm trời, gió hiu hiu nè. Trời ơi, giờ mới nói xíu hả? Gió cái bằng là lạnh như là mùa đông vậy. Chắc cỡ hai mấy độ. Ừ. 25 độ à. Hôm tôi biết lạnh là biết như cỡ nào rồi đó. Y gan như gió biển ở Hà Tiên đồ gì ban đêm vậy đó. Dữ vậy đó. Mới đầu nằm ha, trời này mà phải cái mùa này giá sáng gió lạnh lạnh à, gió. Trời ơi, gió sáng em đi Sóc Trăng này chạy lạnh cúng luôn. Giống như gió Bắc đúng không? Chắc vô mưa chưa mà, chưa vô gió Bắc mà. Này cũng cuối mùa mưa nè. Gió Bắc là tới đợt đua ghe rồi á. Đua ghe rồi á mới vô gió Bắc. Là cái đợt là đưa nước á. Đưa nước đó. Hiểu đi. Ông này ông đi nắm nóng. Nãy giờ tôi với thằng Tăng ăn có con cá một. Mấy bữa cổ nên tôi là muốn con luôn rồi. Tới lúc cổ vũ cho ăn nữa thì không chịu ăn. Quá trời nha. Tăng khúc đuôi tôi khúc đầu đó giờ còn. À, ăn lương ăn lịch bẻ đuôi cho mình ăn này cũng cái trang bẻ đuôi luôn. Cái chê đuôi đồ cũng chê luôn, còn chê nó chạy. Cá chê mà. Không cá chê mà bẻ đuôi tôi khoái. Không mà móc bẻ cá chê thì gán bẻ được mà còn lương cấm nha. Lương cấm nha. Đó mới lên clip rồi đó. Lên clip bẻ đuôi rồi đó. Rồi. Ăn biết bao nhiêu trái ớt mà nói. Ăn mỏ túm. Nào nấy hết biết rồi. Củ tỏi mà không cà khạc luôn mà. Mặt đỏ bừng. Ừ. Cái ông này mới vô đẩy cái. Ừ. Ngồi nín hết. Chú Năm mấy trái luôn. Chú Năm bị hoài luôn. Chú Năm ăn dính rồi dính nữa. Đây nè, chú Năm à. Quý Tăng. Quý Tăng này nó nhắc. Mà lần nào mình nhắc, ổng cũng thấy nhưng mà ổng còn nhắc người ta nữa mà hồi ổng dính. Ừ, mới đầu vô ổng nhắc người ta mà hồi ổng dính chứ. Hồi ổng dính nhưng mà ổng nhắc đây không à. Vừa đó. Nó chạy nguyên bày luôn à. Thì nguyên cái bầy mỗi lần nó đẻ đó, không nhớ hả? Mỗi lần có con mẹ nó dắt đi nguyên bầy đó. Bự chưa? Bự rồi. Bự rồi. Vậy là tối nó ngủ đó. Ở sau đó cái đám lá đó. Ở sau đó có nguyên cái đám lá đó. Sau đó đám lá ngoài sau đó. Ừ. Ngủ ngoài đó đó. Hai chào cả nhà nha. Vừa qua cả nhà mình xem cái clip mấy anh em ẩm thực nhà nhà mùa bão. Hy vọng cả nhà mình xem clip vừa vẻ nha. Không có cảm thâu cả nhà, này là dự trữ hôm qua rồi anh em chiên xương xương. Nãy ngầm nước người ta có quay luôn mà. Nãy em quay luôn á, em quay lúc đầu là nó lên một khúc luôn. Lên một khúc trong nhà gì. Nó ngập hết trơn đó luôn đó. Mà em mới ngồi quýnh bàn cờ quay lại. Ủa, nước đâu hết trơn người ta. Ừ, mà đang mưa luôn. Nó khô ra. Không, mà đang mưa luôn nghe chứ không phải mà tạnh mưa không nói à. Không, mưa nó lên vậy đó. Không phải, ý là đang mưa luôn đó, lẽ càng mưa để càng lên nữa. Cái này đó nè. Cả lốc lên rồi. Biết rồi, hồi nãy mà nó ngập á, lên tới cái chỗ để dép á đó, rồi cái tự nhiên quýnh bàn cờ quay về lại nó càng yếu. Nó càng eo luôn á, mà mưa là mưa còn mưa chứ không phải là tạnh mưa, không hiểu không? Đáng lẽ là nó còn lên nữa, mà tự nhiên nó rút nước trơn không hiểu luôn. Nó rút gió ngoài nó tấp vô. Đâu, tấp gì? Nước dưới đó dâng lên mà tấp gì? Không, dưới gió ngoài á, nãy gió mạnh mà gió ngoài nó tấp vô vậy nè. Tấp vô nhiều nước gì trời. Nó tấp nó tràn lên. Trời vậy. Thiệt mà. Nó đâu, nước nãy nó dâng. Đây hoài, ta không biết cái ông biết nãy nước nó dâng lên đường nào không? Nước dâng đường này nè, gió nào tấp đây. Gió ngoài đó nó tấp vô đây vậy nè. Trời ơi, nằm giẫm thấy nước nó bò lên, người ta có còn chỉ trời nước nó bò lên. Bò lên dưng gì thấy không, luôn. Không, ổng chỉ gió tấp vòng cung. Tấp không phải. Không, gió ngoài đó nó tràn đi là nước dưng mà con mắt thường mình còn thấy dưng. Tới mà cả 2-3 phân nước đâu phải ít đâu. Đúng rồi, một bữa ha mà gió mình mạnh ăn cái nó tràn lên đây nè. Tràn đây nè, cái hương gió cái này rút lại. Cái này nè. Nãy nước ngập hết trơn ở dưới đó luôn đó, nãy tôi có quay đó. Ta ở đây hoài ta biết cái tự nhiên quýnh bàn cờ bọn quay. Để nó nghe nè. Ở ngoài gió nó ọc mạnh quá, nó tràn vô phải không? Cái hương gió cái nó rút ra. Cũng như là thủy triều nó dâng lên vậy đó.
mà là không phải mà như nó ngập mà nó ngập luôn, nó rút lại. Nãy trong nhà cũng tràn. Nãy hai tôi tính chạy về luôn đó. Tôi cũng không biết. Thấy gì thấy ghê quá, không biết có bị che mắt gì không biết. Ở trong nhà nước nó tràn vô, nó đụng với nước. Bác Út à, bác Út. Đâu ra đúng không? Đâu ra. Cái trời này nó cao hơn dưới đó nữa, mà nước đâu có vô đâu. Bác Út nói, ủa rồi trời gió gì rồi hai đó, la thì có bộ dáng với hai giỏng thì ở đâu ở. Hai giỏng nãy nằm được lắm. Nãy nước ngập mới lên đây nè, nước ngập mới lên đây đó. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trên kênh Ngắn Năm TV trong những clip mới nha. Bữa nay vui nhẹ nhẹ là chính nha cả nhà. Chào cả nhà nha, kiếm cò ạ. Bye cả nhà nha.